Rồi mình quay cho anh em xem. Không thể luôn mai. Mai này rất chi là đạt, thì anh em nào có nhu cầu mua mai bán Tết thì liên hệ mình. Thì hôm nay mình đến vườn mai của ông Hoanh là mai Bình Lợi nha anh em. Thì hôm nay mình đến vườn mai này là vườn mai của ông Hoanh ở xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh nha anh em. Thì mình địa chỉ luôn cho anh em. Đó là mai xã Bình Lợi, đường Vườn Thơm, huyện Bình Chánh nha anh em. Đó là làng mai nha anh em. Thì hôm nay mình đến cái vườn của ông Anh thì mình quay tổng thể cho anh em xem lô mai. Đó. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua mai về bán Tết thì cứ alo liên hệ mình. Thì rút 100 cây, 50 cây được hết luôn nha anh em. Đó. Thì cứ đến vườn xem. Rồi cứ giá cả thì anh em cứ tham khảo. Đó. Cái lô mai này nút rất chi là đạt luôn nha anh em. Đó, mình quay tổng thể cho anh em. Thì anh em cứ mua tới rồi lựa cây nha anh em. Thì anh em nào muốn mua hết thì clip luôn rồi cũng giao lưu được luôn nha anh em. Thì những anh em nào xem clip của mình cảm thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực quay những video clip tiếp theo nha anh em. Đó, anh em thấy không? Đây nè. Nụ nè. Đó. Rất chi là đạt nha anh em. Mai nụ rất chi là đạt nha anh em. Anh em cứ yên tâm. Thì anh em nào mà muốn du lâu thì cứ liên hệ mình. Rồi anh em mà cứ báo cho mình cái ngày xuống lá, ở đây mình xuống lá cho anh em luôn. Vườn này còn số lượng nhiều lắm nha anh em, còn tới 5.000 cây lần nha anh em. Thì hôm nay mình quay tổng thể cho anh em xem một clip mai của làng mai Bình Lợi. Đó, anh em cứ xem. Đó, quay à, cây này nó cây này thì hoành nó cỡ 15 nhưng mà nha anh em, mà nụ em thấy nụ không? Nụ giờ nó còn lá thì anh em chưa thấy cái nụ nhiều, nhưng mà khi mình xuống lá rồi là anh em mới thấy cái nụ rất chi là nhiều. Qua cho anh em xem nè, anh em thấy không? Nụ rất chi là nè anh em. Nụ nhiều. Quay cho anh em xem để anh em tham khảo. Thì có anh em nào muốn giao lưu thì cứ alo liên hệ mình, rồi mình dẫn tới vườn xem rồi lựa cây luôn nha anh em. Thì giá cả thì mình báo cho anh em. Thì cũng có những anh em mua về rồi bán lại, cho nên cái giá cả mình không thể nào báo công khai cho anh em được. Anh em được có gì anh em thông cảm. Thì anh em cảm thấy video hay thì cứ đăng ký kênh ủng hộ cho mình. À. Thì anh em cứ bắn mai bông thì cứ tới vườn lựa. Thì mình cũng xin nhắc lại địa chỉ ở làng mai xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh luôn nha anh em. Thì mình cũng xin nhắc lại cho anh em, thì anh em cứ tới vườn mà lựa. Còn lô mình quay tổng thể cho anh em xem. Quay cái cây nhỏ này cho anh em xem. Thì cái cây nhỏ này anh em thấy không? Nhỏ rồi, nụ nè anh em thấy không? À, nụ rất chi là nhiều à, anh em thấy không? Thì anh em nào cảm thấy mua mai gì bán Tết thì cứ alo liên hệ cho mình, thì mình dẫn tới vườn cho anh em xem. Thì anh em cứ vô lô. Thì lô này mình cũng còn khoảng 5.000 cây nha anh em.
thì mình cũng xin nhắc lại là địa chỉ ở Làng Mai, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, đường Vườn Thơm nha anh em. Lô này ở ngay giữa bến xe đường dạy lấy xe Hoàng Gia nha anh em. Đó, thì mình cũng xin nhắc lại, đọc địa chỉ cho anh em. Để anh em nào có nhu cầu mua thì cứ đến xem và mình sẽ báo giá cho anh em. Thì hôm nay thì Mai Vàng Thắng Lộc thì cũng xin kết thúc video đến đây. Thì cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Thì anh em nào có hợp nhãn thì cứ alo liên hệ cho mình, rồi mình dẫn tới vườn xem, thì mình quay tổng thể cái vườn mai cho anh em xem. Quay tổng thể cho anh em xem. Anh em cứ đến đây là lựa nha anh em. Cái này lựa cũng có mà hết clip cũng có luôn, anh em cứ lựa theo ý anh em. Quay tổng thể cho anh em xem. Tổng thể cho anh em xem. Thì hôm nay là mình đang, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 nha anh em. Thì hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 âm lịch nha anh em. Để mình có một cái cây mai đang trổ bông gió. Mình quay cho anh em xem. Này nó trổ bông gió, nó cũng đang muốn tàn nha anh em. Thì quay tổng thể cho anh em xem. Rồi, Mai Vàng Thắng Lộc cũng xin cảm ơn anh em đam mê trên cả nước cũng đã xem clip video của mình. Thì nếu anh em là cảm thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi mình cũng xin cảm ơn anh em. Rồi, Mai Vàng Thắng Lộc xin chào anh em đam mê trên cả nước mai vàng. Thì hôm nay mình đến vườn của một người anh, thì mình quay một lô mai dảo nằm dưới đất nha anh em. Thì anh em nào mà có nhu cầu những thì muốn mua về mà để bán Tết thì cứ liên hệ cho mình, rồi mình dẫn tới vườn xem một lựa cây nha anh em. Này anh em thấy không? Đó, nút rất chi là đạt nha anh em. Mình quay chi tiết cho anh em xem. Đó, nút. Đó. Này clip này mình vẫn cho anh em lựa nha anh em. Đó, mình quay cái hoành cho anh em xem. Mình quay hoành nè. Hoành này là cỡ 18 nha anh em. Đó. Dàn tàn nè. Dàn tàn rất chi là lực nha anh em. Nụ cũng có nhiều. Anh em thấy không? Một cái nụ dày là ra 5-6 cái búp bông nha anh em. Thì hôm nay mình quay tổng thể cái lô mai cho anh em xem. Này chiều cao nó khoảng 1,5 m. 1,7 m nha anh em, tới ngang khoảng 1,2 m, 1,3 m, 1,4 m, 1,5 m có hết luôn nha anh em. À, thì hôm nay mình quay tổng thể cho anh em xem. À, anh em thấy không? Nút rất chi là nhiều. Đó. Nút nhiều. Đó. Nút quá, nút nhiều, rất chi là nhiều nha anh em. Đó. À, nụ này mình vẫn còn đang kích nữa nha anh em. Thì ở đây mình bán thì mình giao lưu thì mình bao bứng cho anh em luôn nha. Anh em cứ việc đưa xe lên là mình bứng, mình giao cho anh em. Thì giá cả thì anh em cứ đến vườn mình, của mình dẫn tới vườn rồi mình xem cây, mình lựa cây nha anh em. Thì anh em nào muốn mua sỉ thì 50 cây vẫn cho rút nha anh em. Rút từ 50 cây trở lên nha anh em. Đó. Em quay tổng thể cái lô mai cho anh em xem. Nút rất chi là đạt nha anh em. Thì vườn mai này là mai của ông anh. Thì hôm nay Mai Vàng Thắng Lộc thì cũng đến quay cho anh em để anh em tham khảo lô mai. Mai vàng. Mai vàng. Thì anh em nào muốn mua thì cứ alo liên hệ, rồi giá cả thì mình báo cho anh em, rồi anh em cứ tới vườn xem trực tiếp và lựa cây. Đó, anh em xem nè. À, nút nè. Nút rất chi là đạt nha anh em. Đó, nụ nè. Anh em thấy không? Từ trong thân luôn nha anh em.
Quay cho anh em xem. Thì anh em nào muốn mua hết clip thì cũng Zalo luôn anh em. Quay cho anh em xem. Tàng thông hết nha anh em. Một cốt chốt đột tàng thông. Anh quay cho anh em xem. Anh em thấy không? Đó, một cốt chốt đột tàng thông. Đó. Anh em nào cứ nhỏ hứng thì cứ alo cho mình để mình dẫn tới vườn rồi để cho anh em xem. Để anh em tham khảo. Thì giá cả có gì anh em mình cứ liên hệ cho mình. Mình báo giá cho anh em. À, anh em thấy không? À, nụ nè. Nụ rất chi là nhiều nha anh em. Nè. À, anh em thấy không? Nụ nhiều lắm nha anh em nè. Để ta cho anh em xem nè. À, nụ rất chi là nhiều. Từ trong thân luôn nha anh em. Đó. À, anh em thấy không? À, nụ rất chi là đẹp. Qua cho anh em xem. Thì anh em nào mà có nhu cầu muốn mua gì bán Tết thì lôi cho mình rồi mình dẫn tới vườn xem. Clip này clip số 3 nha anh em. Nè. Thì tới đây lựa thoải mái luôn nha anh em. Mình quay này dần nút cho anh em xem. Anh thấy không? Nút rất chi là đạt nha anh em. Quay cái góc cho anh em xem. Quanh này thì cỡ 24 nha anh em. Quanh này 24, nụ mọc trong thân rất chi là nhiều luôn nha anh em. À, này là cái nụ trong thân nha anh em. Này ha. Đó. Dàn tàn nè, quay dàn tàn cho anh em xem. Đó. Nụ rất chi là nhiều. Đó. Anh em thấy không? Nụ nè. Nụ đóng nè. Anh em yên tâm. Trong cái dàn này, dàn nút này rất chi là đạt. Quay cho anh em xem. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua mai về bán Tết thì cứ liên hệ cho mình dẫn tới vườn anh em xem. Cây này nó cao khoảng 2 mét nha anh em.